Rồi, xin thân ái mến chào tất cả các bạn nha. Thì tiếp tục hôm nay bên Sướng Tiện Hoàng Sang mới vừa hoàn thành xong cái bộ sản phẩm là chọn bộ bộ bông bùng các bạn. Mình up video cho anh em xem tham khảo nha. Này Sướng Tiện Hoàng Sang chuyên về bộ bông bùng máy nhỏ, máy D, máy xe đầy đủ các loại nha các bạn. Đây, bộ này thì bộ inox nha. Bộ inox. Rồi anh em thích bộ inox hoặc là bộ sắt thì mình làm theo nhu cầu của anh em nha. Thì theo nhu cầu sử dụng của anh em, một số anh em thì xài bộ sắt cho nó rẻ tiền. Còn một số anh em xài lâu dài luôn, xài bền luôn thì người ta xài inox. Thì inox nó mắc hơn hơn gấp đôi nha các bạn. Hơn gấp đôi. Nhưng mà được cái là chất lượng của nó thì mình xài lâu dài luôn nha, bền lâu. Đây, như này là cái bầu inox nha các bạn. Bầu này như là của máy D nha. D. Máy D thì mình chạy nó lớn hơn cái bầu của máy băng ga. Đây. Này là inox dày nha. Bầu thì anh em làm rất là dày. Mới vừa hoàn thiện xong nha các bạn. Này làm như chọn là 4 bộ. Hai bộ bộ inox, hai bộ bộ sắt. Đây, đây là cái phần đuôi sau nè bạn, gắn vô cái lắp nha. Này là chọn bộ inox, này cho máy D các bạn, máy D. Có mũi đâu đầy đủ nha, mũi gia công mũi đầy đủ hết. Inox này bản rất là dày luôn. Này anh em xài inox thì mình xài thời gian rất là lâu nha. Xài nói chung là chạy hoài luôn á, chứ nó đâu có bị mòn gì đâu. Còn mình xài bằng sắt á, thì nó rẻ tiền hơn. Nhưng mà mình xài thời gian thì nó sẽ bị mòn nha, bị sét. Đây, cánh quạt nha bạn. Cánh quạt này thì làm cánh quạt bằng sắt. Tại này anh em đặt cánh quạt bằng sắt nha. Cánh quạt bằng sắt thì làm cánh quạt bằng sắt. Còn mình làm inox luôn á, thì nó sẽ mất tiền hơn. Nhưng mà nói chung là mình xài hoài luôn á. 4 bộ, 5 bộ luôn các bạn, 5 bộ. Đây là một cái bộ nhỏ nữa, bộ này cũng máy băng ga. Máy băng ga với máy Honda đó các bạn. Honda với máy băng ga 6 ngựa mình đó. Gắn vô là mình chạy xinh xinh, xinh bụng là ok luôn nha. Đây, cái bộ này bộ mini nha. Bộ của máy nhỏ, máy 6 ngựa. Bộ này thì anh em yêu cầu bên Sướng Tiện Hoàng Sang làm bằng sắt nha các bạn. Làm bằng sắt. Sắt thì nó sẽ rẻ tiền. Cũng có mũi nữa nha, có mũi khóa nữa. Khóa đang mình chạy, lúc mà mình chạy thì nó không có, nó nhẹ ra, mình không có dùng sức của mình. Đây là mấy cái bảng anh em để dành để cắt ra làm bộ nha bạn. Bảng này bảng inox nha. Đây là tổng cộng là tới 5 bộ các bạn. 4 bộ bầu bự với một bộ bầu nhỏ. Đây, cái phần này là anh em để gắn vô máy các bạn, gắn vô cái phần hộp số vậy ha, hộp số đó là cách đặt riêng, phần đó là gắn vô cái phần đuôi đó bạn, phần đuôi của bầu. Xin lỗi các bạn nha, không phải cái hộp số mà là cái phần cái bầu với cái đuôi lắp á, kết nối nhau bằng hai phần đó, đó. Mình chạy kết nối đâu mình gắn vô cho nó dễ. Thì bên Sướng Tiện Hoàng Sang chuyên gia công về bộ bùng bùng nha các bạn. Máy lớn máy nhỏ đầy đủ nha. Máy xăng máy dầu. Cơ sở bạn cũng có bán máy xe nữa. Đồ máy xe Kuta, Yanma các loại nha. Còn anh em có nhu cầu sử dụng quan tâm thì ở đâu các bạn. Rồi, bây giờ mình cũng xin tạm dừng tại luôn nha. Xin ái mến chào. Chào các bạn nha.